Sáng nay, Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021. Đến dự có đại diện lãnh sự quán các nước tại Đà Nẵng và Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh. Năm qua, công tác đối ngoại nhân dân của thành phố đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần xây dựng hình ảnh thành phố Đà Nẵng năng động, sáng tạo với nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư hấp dẫn. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và 13 tổ chức thành viên đã tiếp 12 đoàn khách quốc tế đến từ các quốc gia đến thăm làm việc trong các lĩnh vực giao lưu hữu nghị, giao lưu văn hóa, giáo dục, kết nối quan hệ nhân dân, viện trợ nhân đạo, từ thiện, các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân được tổ chức rộng khắp. Năm qua, thành phố đã vận động được 47 khoản viện trợ phi chính phủ với 75.951 tỷ đồng. Qua đó, góp phần hiệu quả vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của thành phố. Năm 2021, công tác đối ngoại nhân dân của thành phố sẽ tiếp tục được triển khai tích cực, trong đó chú trọng tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần triển khai hiệu quả chương trình nhằm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế của Đà Nẵng.